Ok, chào mọi người nhá. Vâng, chào tất cả anh chị em nhá. Một chiếc SH Mo 2023 bản ABS vừa mua 60.700.000 nhá. Vâng, mới tinh tường anh em. Mới đăng ký vào tháng 7 tháng 8 ấy. Một chiếc Dream Việt Nam anh em, trước mình bán ra hơn 30, vừa mua lại là 29.000.000 nha anh em nhá. Vâng. Chiếc 82 hơi 70 nha anh em. 82 hơi 70. Vâng. Đời 93. Vâng. Chiếc Future mắt mèo. Ai Blade. Đấy, A Blade. Biển 26. Vâng. Future mắt mèo. Way Black anh em nhé. Way Black. Đấy. Rất là nhiều những dòng xe. Con Future 125 hơn 10 triệu. Vâng. AB bản 3D. À, 3D nha anh em nhé. Bản form một mắt. Đây, chiếc Danos, chiếc 50cc, cúp 50cc dành cho học sinh sinh viên. Và những anh em đến bán đang mua lại con xe Way đỏ cờ. Có một anh em cũng anh em khách quen đang định đổi con Win. Đấy anh em ạ. Đấy, những chiếc SH bây giờ mới bắt đầu. Bên này là anh em đang mua bán một chiếc xe SH bản 2017, anh em đang đến bán. Rồi cứ để trong lúc chờ đợi thì cứ để cho hai bên tìm hiểu nhau tí. Một chiếc Dream vừa mua xong nhá, 29 triệu này. Anh em nhá, trước mình bán ra là 33 triệu. Vừa mua lại của một anh em khách hàng 29 triệu nhá anh em nhá. Mua 29 cộng anh em 2 triệu rưỡi con đàn em vừa mua xong nhá. Ông có thể quay một vòng đây. 2012 là máy gì nhá? Bản 2012. Bản 2012 đấy ạ. Đầu máy 160. Quay vòng đi. Vâng. Dream anh... tầm trên dưới 30 nó một trong những một ưu ái ở rất nhiều phân khúc khách Dream hàng. Dream anh em nhé. Dream đấy ạ. Biển Hà Nội. Biển 29 29S 122406. Xe trước mình bán ra cái đây mấy tháng rồi nhá. Anh em vừa rồi cũng đổi một chiếc xe khác. Nói chung không vấn đề gì đâu. Mình bán ra này ok. Đây. Vừa mua 29 triệu nhá, bản 2012. Đây. 2012, chiếc Dream Việt Nam. Máy zin nha mọi người nhé. Máy rất đẹp. Độc máy này, tem mác vẫn zin. Tem pha Femi. Gầm bệ rất đẹp, ông bật plat lên cho anh em soi gầm cho anh em xem. Đây. Cộng đồng mạng chia sẻ cho một chiếc xe Dream này nó về với chủ nhân mới nó cái. Gầm gầm ông quay gầm đúng không? Đấy. Gầm bệ không vấn đề gì anh em nhá. Đó. Bên này kia. Nói chung là Dream này là một trong những mình đi tới đâu cũng có những anh em rất là yêu ấy nó. Đấy, đặc biệt là riêng cái này là rôm thôi nha mọi người. Cả cái xe điểm yếu của cái này là do cái mặt khăn mặt ướt đặt vào nhá, có chống trộm. Sạc ắc quy gì đây? À sạc quy. Chống trộm, chống mất cắp. Đấy, yên. Máy vẫn căng đét. Mình quay rất là chi tiết. Xe về sau chưa? Đây. Quay mặt. Ok. Chào anh em, ông quay anh bên này đi. Anh em bán xe này. Rồi. Vâng, anh chủ. Trước anh bán này, em hiện tại đang lên đường line để bán xe. Anh có thể chào các anh trên này. anh tên gì á? Tiến. Tiến à? Anh Tiến ở đâu qua đấy? Anh ở đâu á? Ở đâu? Hà Đông. Chơi Tiến mua xe này của bên em à? Đúng rồi. Rồi. Xem nào. Bây giờ là Việt của nó là 2017 anh nhỉ. Alo. Con này ngày trước anh mua nó hơi nó cao tiền đúng không? Nhưng bây giờ đấy. Nhưng mà xe vẫn đi ngon anh. Vẫn đi vẫn ổn. Xe mình rất là rất là ít. Đi. Xe rất là tốt. Quá không có nhu cầu sử dụng nữa thì mình cũng để lại. Mua ở đâu thì để lại ở đấy cho thoải mái. Thôi Tiến không có để cho em thế là năm Việt bố chị thống nhất anh Tiến là bao nhiêu? Bạn ấy đang bảo là 54 triệu nhưng mình đang muốn gặp ông chủ để mà giá gặp ông chủ lên tí cho nó anh em nó thoải mái. Trước xe này mình mua tương đối cao. Trước mua cao. Giờ Tết nhất rồi, giờ nó, anh em tất nhiên là nó mỗi thời mỗi khác. Em nghĩ là tầm đấy thì nó phù hợp anh ạ. Em mua cho anh 54 triệu nhá. Nha. Em năm ok. Chốt cho em 54 triệu. Ok. Trước em hỏi cái qua chứ đi có vấn đề không? Đi vẫn ngon. Xe này bảo dưỡng ổn mà. Bảo dưỡng đầy đủ đúng không anh? Vẫn còn lành, xăng cộ ăn vừa phải. Tiết kiệm. Con này nó lành nó có gì đâu. Em mới hỏi thế sao lý do thì anh bán ấy? Không có nhu cầu dùng nữa để đi ô tô. Đi ô tô. Ok. Ok, cảm ơn anh nhé. Đó đây giấy tờ của em đây. Cả trong nhà luôn.
Ở nhà với đây bác. Anh chào các anh trên này, em đến xong em vào với đây bác. Ông có thể quay em vào mua xe xe của anh Tiến này, mua anh như 54 triệu. Đấy. Em đang làm trực tuyến luôn này. Đấy, trước là mình bán ra nhá. Xe mình bán ra chắc cái đây có 2 3 năm rồi, 3 4 năm rồi. Đấy, máy vẫn nổ ngon lành. Đấy, 2017 đăng ký lại 2019 nha, màu trắng. Đấy, đúng xe ra. Anh như bảo anh chắc rét mướt, anh như không đi xe máy nữa mà anh đi xe hơi. Đi ô tô rồi. Ô. Đi giờ này phải đi tô tô này nó ấm. 3,5 vạn nhá. Máy của nó thì vẫn là chất lượng luôn, nhưng mình bên mình bán ra thì anh em nhìn cái ni lông này nó vàng này, là có nghĩa là cái xe này mua ít nhất phải 3 4 5 năm nay nhỉ. Đấy, bây giờ mình bóc ra là mới. Con này bóc ra xe mới nhá mọi người nhá. Bản led 2 tầng 2019. À, 2017 rẻ nhỉ. Giờ bán ra rẻ thế. Hợp tình hợp lý anh em. Đồ thần anh em, đồ thần. 2017 ông ơi. 54 triệu nha, cộng với em 3 triệu. Đấy, chưa có bao dọn nữa, anh em nào có nhu cầu dọn thì thêm mất khoảng 500 nữa thì mình bên mình sẽ bóc hết toàn bộ ni lông. Bóc hết như kiểu làm lợn ấy, mình làm mình cho rộn nước sôi rồi mình lọc bóc hết tất cả, lọc hết tất cả bì bủng các thứ ra. Con này bóc đây nạc ra nạc. Đây không? Nó như kiểu công làm thịt của con lợn đấy nhá. Đây các cái này nó giờ mình nó dán ni lông, bây giờ mình nhảy bóc nó ra nha anh em nhá. Làm hết lông lại cho nó mới. Đẹp rồi anh em nhìn thấy. Trắng như lợn cạo luôn, trắng như con lợn cạo luôn. Máy rất là ok nhá, tốt. Đấy, 2017 nhá, hiện tại là ngon, xe hơn 3 vạn, lốp còn gì nữa, xe kiểm tra lại qua 57 triệu anh em ạ. Đấy. Đấy, bán ra 57 triệu anh em nào chốt thích cái dòng thợ thuyền có thể mua được luôn. Kiếm được 1 2 triệu nữa nhá. Xe chất này, tết nhất rồi, đây toàn thứ 08 2017 này. Lốp còn zin thì còn dày nhá. Lốp còn zin cho xe mọi người. Đấy, nhìn ông anh cũng rất là tử tế đấy. Xe trước nhà mình bán ra, con này ít nhất là bán ra 3 4 5 nay rồi. Hắn lâu rồi. Đấy. Giờ anh em đến bán lại. Đây tiếp theo là một chiếc xe 82 này. 82 hơi 70 đời 93 nha anh em nhá. Một chiếc 82. Mua hôm qua thấy. Rất là đều đẹp ạ. Hiện tại là 379 anh em xem. Và bên này hơn 100 anh em ạ. Đây, anh em mới vào cho em Nguyễn xin nút Trần chia sẻ. Tân ra 2 lần chưa lần nào gặp sếp. Anh em cứ ra khoảng hơn 10 giờ ra là anh em trên live là tại vì là mình đúng cái khâu chuẩn bị để mà lên một buổi phát sóng. Làm sao mong muốn nó chất lượng tốt nhất. Màu đỏ đấy. Nó đang rất là mờ. Biết đỏ xanh có mờ không anh? Không mờ, vẫn nét căng. Quay vào ngon xe này. Anh em kêu mà có thể tắt đi làm ra, lại. Ra máy gì này? Ra máy gì này? Anh em nhìn thấy bếp màu đỏ có thấy ok không mọi người? Bếp màu đỏ bao người xem? 105 ạ. Ừ, 100. Bên này 400 anh em xem. Đây, zin hết này. Con này mua 20.300 anh em nhá. Mua giá nhập 20.300 rồi. Xong rồi. Xe zin hết của nó nhá. Cái này thì có tỉa lại rồi đây này. Cái này tem zin này, sơn này tem zin này. Đằng này có tỉa sơn này, đây sơn zin này. Anh em nhìn tỉa sơn con này làm đinh giả vờ đấy. Chủ xe có thể làm đinh tán chấm mấy hạt sơn. Chấm zin bị nổi. Giả vờ tán nhá, giả vờ đuôi zin nhưng không phải đuôi zin đâu, có thể tỉa lại rồi. Máy zin nhá. 82 này máy zin máy nguyên bản. Cái ốc lò bò xanh gì? Con này đẹp. Mua 20.300 anh em nhá. Mặt trên đang quay không? Trước cộng 3. Ở trước cộng 3 giờ cộng 2 này. 20.300 cộng 300. 2 triệu. Đây, anh em xem luôn. Cúp này là biển 31 SC8 này. 23.275.000. Xanh tháng 12 năm 94. Lên 3 triệu. Chủ xe là Lê Cự Lộc. Phòng 8B5T, Ủy ban kiểm tra. Ủy ban kế hoạch hóa, kế hoạch xã hội, Ủy ban kế hoạch xã hội đội cấn ba đình. Đây, máy vẫn nổ anh em nhé. Bếp nó đỏ là có nét không chị? Đấy, chiếc. Đấy. Toàn bộ cái mặt trên này zin của ngày xưa 894 nhá, từ nắp xi nhan, từ cái này của nó từ 594 vẫn còn nguyên bản anh em nhé. Đấy, những viên kim cương màu vàng này. Đẹp không? Những viên đá quý màu vàng. Nhưng mấy anh Nhật mà nó lúc bền lắm, giữ giá, nó giữ màu. Bao nhiêu năm rồi vẫn thế. Xây nhà giờ đập nát vứt đi rồi nhưng mà xe vẫn cứ ngon. Kinh khủng. Máy chất nhá. Nó là máy zin luôn, có thể tỉa lại rồi nhưng sơn zin rất nhiều. Toàn bộ gia công ra máy, máy vẫn chưa sơn lại này. 20.300 rồi cộng cho em 2 triệu. Chân chống phụ thay rồi nhá. Toàn bộ hộp này xích zin nó này. Lần này bị tỉa một đôi lườn tỉa nhá. Sơn trên này zin. Củ xi nhan chưa vỡ lần nào. Nắp hậu thay một lần rồi. Củ xi nhan từ ngày 594 vẫn còn.
xe đúng rồi, đúng biển. Nhờ anh em chia sẻ cho em nó về với chủ nhân mới cho cái. Đôi ra máy con này đẹp lắm. Đây là một chiếc xe cũng thuộc về rượu nhạt bán người nhỡ nha, sáng nay mình vừa mua. SH1 đẹp nhỉ. 60.700.000 đăng ký tháng 7 năm 2023. Anh em nhá. Ốp hết này. Cháu nó mới đi 1.000 cây nhá, mình mua bản ABS bản đắt nhất của cái dòng xe gọi là SH1, mua 60.700.000 vừa đăng ký xong nhá. Long kiểm tra bếp đồ. 1.000 cây. Em đang hết anh Nguyễn An ạ. À. Đang hết rim lùn rồi. Rim lùn vừa mua nhá, có một rim lùn đẹp lắm vừa mua xong. Vừa mua rim lùn hơn vừa mua con rim lùn 20 triệu xong, vừa mua xong nhá. Anh Minh An chờ em xíu nhá. Vừa mua con rim lùn đẹp lắm. Vâng, trước mình bán ra con đấy là 26 triệu hay 25 mấy. Vừa mua xong. Con rim lùn đẹp lắm nhá. 1.000 cây, con này 1.000 cây. Trước mình mua 23 mấy. 60.700.000 cộng anh em con này 2 triệu. Em nhá, dù sao nữa là con này nó là mình không phải làm gì cả. Đấy. Dòng xe này gần như là đấu giá mới mua được chứ. Vất vả lắm. Đây này, quả yên này. Đã lắp ốp. Lắp hết cả ốp inox hết. Bản 2023 nha anh em nhá. Đấy 2023 này. 1.000 cây, cháu nó 1 tuổi xong nó bán. Đây quả yên. Lên hết ốp inox. Sởi ôi. Chưa để cái gì trong cốp nhá. Thật đấy. Có nói em nó là Hà Nội, con xe này thời điểm kịch điểm nhất, chủ xe mua đăng ký các thứ vào thành thân 75 triệu. Đấy, biển Hà Nội anh em nhé. Đây lốp này, bản ABS này, lốp còn dầu chưa dụng, mình vừa mua xong. Đệm lốp, quay đệm lốp. Tuần thứ 07/2023 này, bản đắt nhất đây, bản dành cho anh em mệnh hỏa, mệnh thổ, mệnh thủy thôi nhá. Nói chung ai mà đi nhiều ấy, mệnh thủy thôi. Cũng nói mình một chút về tâm linh, nhưng thật sự ra những ai mà đi những xe nào mà phù hợp với phong thủy, phù hợp với tuổi, nó rất là may mắn. Ngoài ra nó không bị gây tai nạn, nó không bị gây ảnh hưởng gì, nhưng mà nó là một sự may mắn trong lĩnh vực làm ăn. Không được quay vòng đây một vòng một lần nữa đấy. Vâng, 62.700.000 nha anh em nhá. Một chiếc SH1 ốp titan. Ốp chủ xe càng giữ bao nhiêu thì càng dễ bán bao nhiêu nhá. Đây. Thế thì vợ anh em vợ càng quý mến bao nhiêu, càng giữ gìn bao nhiêu thì nó lại nhanh bỏ bấy nhiêu. Nói chung là cứ bình thường thôi ạ, cứ bình thường thôi, cứ nói chung là thoang thoảng hoa nhài thôi. Anh em yêu nhau đào độ trong kín. Này, quý xe lắm thì cuối cùng yêu nhau lắm thì cắn nhau đau, nhiều lúc nó khó cho đấy. Đời nó nhiều lúc nữa. Ông chồng nó lắm đều, mẹ cứ chửi suốt ngày, mẹ đuổi không đi, mẹ cứ cước này cương lượng nó kéo nó nũng. Nhiều lúc khó nói câu lại giận đấy. 60.700.000 cộng em 2 triệu. 62.700.000 anh em nhá. Được, trước hỗ trợ đi, hỗ trợ nhá. À, con xe ôi xong chưa? À, con ôi đỏ có đang chuẩn bị sắp xong không? Rồi. Và một chiếc Future 1 đời 2004 Nguyễn Văn Anh Nguyễn giờ mua biển cũ có trả chủ xe không anh? Vẫn thế nhá, nói chung là vẫn thế anh em. Nói chung là nhà nước đưa ra thì mình mới phải chấp hành thôi, vẫn thế thôi. Một chiếc khuôn chờ đây. Chắc có lẽ là bên bếp màu đỏ này phải tắt đi vào. Tắt đi mở lại nhá. Mờ à? Anh em có kêu mờ không? Có. Anh em kêu mờ. Mờ lắm này. Anh em mở lại nhá, anh em mở bếp màu đỏ để mình tắt đi, anh em lại khởi động lại phát 2 nhá. À, chuyển wifi à? Thì là mất mình loạn hả? Long admin bảo là chuyển đi mà. Cái đấy là của bên này mà. Cái kia là của bên xanh. Rồi ok. Rồi. Một chiếc hun chờ. Đây. Bên đấy là bên xanh. Bên nhầm điện thoại rồi, nãy nhầm điện thoại rồi. Đó. Đúng. Đâu được mà. Đúng rồi, nhầm. Nhầm đâu. Không, bên này là bên xanh.